cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Ly. Với những bạn mà yêu thích cái phong cách makeup tự nhiên á, thì không thể nào bỏ qua những cái cách đánh mắt tông Hàn Quốc rồi đúng không? Thì đánh mắt tông Hàn Quốc á, tưởng chừng như rất là đơn giản và dễ áp dụng. Nhưng mà đôi khi là do mọi người không biết cách xác định cái dáng mắt nè, rồi lạm dụng nhũ quá mức, hoặc là chọn mỗi cặp lông mi không có phù hợp á, thì nó sẽ vô tình làm cho cái lớp makeup của mình không có tự nhiên và trông nó già hơn nữa. Ly cũng đã có một video về 5 lỗi đánh mắt cơ bản rồi, nhưng mà video ngày hôm nay thì nó sẽ chi tiết hơn về tất cả các bước đánh mắt, thì sẽ giúp cho mọi người là dễ áp dụng hơn và nó cũng đầy đủ hơn nữa. Trước khi bắt đầu video thì mọi người cũng đừng quên like video này và subscribe channel cho Ly nha. Bây giờ thì mình cùng nhau đi tiếp thôi nè. Có thể bạn không để ý, nhưng lông mày thực sự rất quan trọng trong makeup mắt. Một đôi lông mày quá dày sẽ góp phần làm bạn trở nên nam tính nè và làm cho gương mặt của mình sẽ thô hơn. Lý do khiến lông mày bị dày đa phần là do mọi người kẻ đường khung ra ngoài phông lông mày có sẵn. Vậy nên để khắc phục thì chỉ nên kẻ đường khung nằm bên trong lông mày của bạn thôi nha. Và hãy nhớ là lông mày lúc nào cũng phải nhỏ dần về đuôi. Đa phần khi mới tập đánh mắt thì mọi người hay đánh màu mắt bị thấp, nghĩa là chỉ tan màu ở phần mí mắt thôi, và khi mở mắt ra thì sẽ không thấy màu gì cả. Kiểu đánh mắt này sẽ làm cho mắt mình bị dẹt và nhỏ lại, chưa kể là đúng như kiểu đánh như không đánh luôn á. Ly sẽ chọn một bảng mắt của BA với những tông màu siêu dễ dùng. Nếu như mọi người không biết dáng mắt của mình hợp với kiểu đánh mắt nào thì cứ xác định phần hốc mắt trước đã. Sau đó thì mình chọn một màu nhạt để làm màu nền rồi tan tròn hết màu mắt theo đường hốc mắt. Tiếp theo, để đôi mắt có điểm nhấn hơn, Ly sẽ chọn một màu đậm hơn tan dưới đuôi mắt theo hình chữ V, vẫn phải đi theo màu nền mình đã xác định trước đó nha. Sau đó so sánh lại cả hai mắt thì rõ ràng bên được đánh theo xuôi hốc mắt trông có hồn và cũng to tròn hơn bên kia đúng không nè. Nói đến makeup mắt Hàn Quốc thì không thể thiếu nhũ rồi đúng không? Nhưng nhũ như thế nào cho đúng cũng rất là quan trọng. Nhiều bạn cứ nghĩ là càng lấp lánh thì càng xinh nên cứ apply đầy nhũ lên mắt trước đã. Nhưng việc này sẽ làm cho mắt bạn trông như bị bập nè và còn sưng húp lên nữa. Đầu tiên, hãy chọn một màu nhũ mịn với những hạt kim tuyến nhỏ thôi. Nhũ càng mịn thì độ bám và độ bền càng lâu hơn nha mọi người. Ly vẫn rất ưa dùng em nhũ Clavo này. Hạt mịn nhưng độ lấp lánh cao, bám lâu và rất là nhiều màu để lựa chọn. Mình chỉ nên apply nhũ ở giữa bầu mắt rồi tán nhẹ ra đầu mắt, không tán xuống đuôi nha, để giữ chiều sâu cho đôi mắt. Với mí dưới thì mình chỉ nên dùng nhũ ở đầu mắt cho long lanh thôi. Phần đuôi mắt dưới thì nên nhấn bằng màu đậm. Đối với những bạn mắt bụp, nhiều mỡ thì chỉ nên tán ít nhũ thôi để tránh mắt trông bụp hơn nha. Cách đây vài năm thì việc kẻ mí trong bằng kim tuyến màu trắng để mở tròng mắt rất là được ưa thích. Nhưng mọi người ơi, kiểu này bây giờ đã qua rất lâu rồi và chì trắng thì cũng khiến cho mắt mình không còn được tự nhiên nữa. Với những cô nàng mắt nhỏ thì có thể tham khảo chì kẻ mắt màu nude nha. Cây chì mà Ly đang dùng là của Eclipse, chì mềm mại và kẻ mí nhẹ nhàng không đau. Cách này sẽ giúp hắc mắt to hơn nè. Nhìn trong video không biết sao nó không rõ lắm nhưng nhìn ở ngoài thì khác hẳn luôn á. Về vấn đề kẻ eyeliner thì dường như video nào Ly cũng nói đến rồi. Mặc dù kẻ eyeliner màu nâu sẽ giúp cho tổng thể mắt mình trông nhẹ nhàng hơn, nhưng mà nếu mà kẻ dày á thì cũng không giúp ích được gì đâu. Và đường kẻ mắt bị dày thì sẽ che luôn cái đường mí. Như mọi người có thể thấy là mí mắt Ly cũng to, nhưng kẻ dày là không thấy cái gì luôn. Bình thường Ly không quen kẻ chì lắm nên vẫn trung thành với kẻ mắt của The Face Shop để kẻ đuôi. Nếu như nàng nào kẻ mí trong bị nhột hay là bị đau á thì có thể tham khảo chì kẻ màu nâu của Eclipse. Chì rất là mềm và dễ kẻ, quan trọng là màu lên chuẩn nè, vẫn feel được đường mí mà trông còn tự nhiên hơn nữa. Đối với makeup tự nhiên thì mọi người hay chọn chuốt mascara hơn là gắn mi giả. Nhưng nếu khi mình cần chụp ảnh nè, hoặc là đôi lúc muốn nổi bật một xíu thì việc gắn mi vẫn ok la nha. Chọn mi giả mỏng là đúng, nhưng nếu không để ý tới chiều dài của mi thì sẽ phản tác dụng. Nếu như muốn tự nhiên thì mọi người hãy chọn mi giả gương trong, được xếp thành từng cụm nhỏ như này. Và độ dài chỉ hơn mi thân tầm 1-2mm thôi là ok. Như cặp mi cũng Ly đang sử dụng nè, tự nhiên như chải mascara luôn á. Sau khi mà xem xong video rồi á thì hẳn mọi người sẽ thấy là những cái bước đó dường như rất là đơn giản luôn, nhưng mà lại cực kỳ dễ làm cho mình bị mắc lỗi. Và những cái lỗi ở trên á cũng là những cái lỗi mà Ly tổng hợp được từ các bạn học viên của mình nè, cũng như là lúc mà Ly mới vừa tập makeup ở trên YouTube á thì Ly cũng hay mắc phải những cái lỗi đó. Tới đây thì video của Ly cũng đã hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối video nha. Bây giờ thì chào tạm biệt mọi người và chúng mình sẽ cùng gặp lại nhau trong những video lần sau. Bye bye.